Xin chào các em. Chào mừng các em đến với lớp. Chúng ta cùng bắt đầu bài học hôm nay nào. Lấy sách vở ra đi các em. Chúng ta cùng học. Như trên bản đồ kia có một bản đồ kho báu rất là lớn, các em có biết không? Nó thực sự lớn đấy. Thưa thầy, nó lớn vậy sao thầy? Hey John, chúng ta hãy đến đó tìm bản đồ kho báu đi. Thật vậy sao? Đúng rồi. Đã hết giờ rồi. Các em gấp sách vở và chuẩn bị đi về đi. Xin chào các em. Em chào thầy ạ. Ê, Philip, tôi bảo nè. Bảo gì thế? Tôi đang chơi mà. Sao đây? Chúng ta hãy đi tìm kho báu đi. Kho báu nó rất lớn. Thật là bất ngờ đó. No. Hãy đi tìm Philip. Ok. Tôi đi trước đây. Đợi tôi với. Hey Philip, tôi bảo nè. Cái gì vậy? Chúng ta hãy đi tìm bọn nó kho báu đi. Thật vậy sao? Bắt đầu nào. Xin chào các bạn đến với thuyền chiến của chúng tôi. Chúng tôi là một chiếc chiến thuyền rất là mạnh mẽ đó nha. Ôi trời ơi, thật vậy sao? Chúng tôi muốn thuê chiếc thuyền này. Wow. Đúng rồi, chiếc thuyền này rất đẹp đó. Tôi rất thích nó. Yeah, chiếc thuyền tuyệt đẹp đó. Chúng tôi đang đi tìm bản đồ kho báu. Mời các bạn cứ nói chuyện đi nha. Tôi đi lên cabin một chút đây. Bye bye các bạn. Ê anh em à, chiếc thuyền này đẹp thật đó. Wow, thật là đẹp. Bản đồ kho báu kìa anh em. Trời ơi, chúng ta chuẩn bị ra khơi rồi. Các bạn có bất ngờ không? Có hồi hộp không? Không đâu, tôi đang rất là phấn khích đó. Đúng rồi, tôi đang rất là phấn khích. Yeah. Oh, my God.